Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là sáng của ngày thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2022. Xin kính chúc tất cả quý vị luôn luôn thật nhiều niềm vui và luôn thật nhiều sức khỏe. San Jose, California phục hồi yêu cầu nhân viên thành phố đeo khẩu trang trong nhà. Nhà thờ Washington National Cathedral ở thủ đô Washington rung 1.000 tiếng chuông để tưởng nhớ 1 triệu người chết do dịch bệnh. Nguy cơ thiếu điện gia tăng trên toàn nước Mỹ. Nghi can nổ súng tàu điện ngầm ở New York bị truy tố tội khủng bố. Người đàn ông gốc Việt bị buộc tội bắn bạn gái khi cô đang ngủ. Phát giác thêm thi thể ở Lake Mead khi nước giảm xuống mức lịch sử. Tin từ Texas, chồng thú nhận yêu người khác bị vợ bắn chết. Tổng thống Joe Biden đã tăng tốc viện trợ quân sự cho Ukraine, kéo Mỹ vào sâu hơn trong chiến tranh. Người đồng sáng lập Black Lives Matter, Patrice Cullors, thừa nhận cô đã nói dối về việc sử dụng biệt thự trị giá 6 triệu đô la của nhóm để giải trí. 20 nhà cung cấp Internet đồng ý giảm giá cho người có thu nhập thấp. Luật sư nổi tiếng ở Hollywood trả 2 triệu đô la tiền nợ thuế cho Hunter Biden. Elon Musk bị Roscosmos đe dọa vì cung cấp Starlink cho Ukraine. Đàm phán hạt nhân ở Iran xuất hiện khó khăn mới. Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở thế khó xử. Tình hình liên quan chiến sự tại Ukraine, Nga và Ukraine đều tuyên bố sẽ chiến thắng. Ông Trump ma túy bị dẫn độ qua Mỹ, băng đảng Colombia phong tỏa cả một vùng. Tin Việt Nam, nhân ngày mẹ, nghệ sĩ Duyệt Hiền đã nói, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để có thuốc chữa bệnh cho mẹ. Thưa quý vị, tin đầu tiên sáng ngày hôm nay, San Jose, California phục hồi yêu cầu nhân viên thành phố đeo khẩu trang trong nhà. Những đợt tăng của ca nhiễm bệnh mới nhất ở vùng vịnh đã thúc đẩy thành phố San Jose khôi phục yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà cho nhân viên thành phố. Người phát ngôn của thành phố Demetria Mercado nói với KTVU rằng sự thay đổi tạm thời đối với quy tắc khẩu trang có hiệu lực vào thứ Sáu và được ấn định kéo dài 2 tuần lễ. Nhiệm vụ đeo khẩu trang đã được khôi phục do dữ liệu gần đây từ quận hạt Santa Clara cho thấy sự gia tăng các trường hợp dịch bệnh dương tính. Kế hoạch là sẽ dỡ bỏ yêu cầu vào ngày 20 tháng 5, nhưng thành phố lưu ý rằng họ sẽ theo dõi số trường hợp ở San Jose và trên toàn quận Santa Clara để mở rộng quy tắc đeo khẩu trang lâu hơn nếu cần thiết. Hành động của San Jose được đưa ra khi khu vực vùng vịnh đang chứng kiến tình trạng nhiễm bệnh gia tăng với biến thể phụ BA2 rất là dễ lây lan, thúc đẩy điều mà các nhân viên y tế gọi là đợt bùng phát thứ 6. Giám đốc y tế cộng đồng quận Santa Clara là tiến sĩ Sarah Cody cho biết quận đang ở đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 6 được thúc đẩy bởi loại virus phụ Omicron rất dễ lây lan BA2. Quận Santa Clara nằm trong số 4 quận vùng vịnh ở California, hiện Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh xếp vào nhóm màu vàng. Các quận San Mateo, San Francisco và Marin cùng với Santa Cruz cũng nằm trong bảng xếp hạng màu vàng. Việc chỉ định chỉ ra mức độ trung bình của dịch bệnh, báo cáo hơn 200 trường hợp trong tuần trước cho mỗi 100.000 cư dân, tỷ lệ nhập viện vẫn tương đối thấp. CDC khuyến cáo rằng những người bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ cao mắc bệnh nên cân nhắc thực hiện những biện pháp phòng ngừa bổ sung, bao gồm đeo khẩu trang. Vậy là phải đeo thêm 2 tuần nữa. Chỉ cái khu vực đó thôi. Bây giờ mình nghe thấy bệnh mà trở lại nữa, mình sợ quá quý vị ơi. Mình nghe ngán quá ha quý vị. Như vậy là quý vị ở vùng San Jose, thuộc cái quận Santa Clara, là đến những cái nhân viên của những cái nơi tòa nhà công cộng thì phải đeo khẩu trang. Nhà thờ Washington National Cathedral ở thủ đô Washington rung 1.000 tiếng chuông để tưởng nhớ 1 triệu người chết do dịch bệnh. Mỗi tiếng chuông đại diện cho 1.000 người Mỹ tử vong vì căn bệnh này. Randolph Marshall Hollerich, người đứng đầu nhà thờ, phát biểu trước khi hồi chuông vang lên. Hôm nay chúng ta đã đạt đến một cột mốc bi thảm của đất nước. 1 triệu người Mỹ đã qua đời vì hậu quả của dịch bệnh. Ngày 9 tháng 5, Tòa Bạch Ốc cho biết Mỹ cũng sẽ có lễ kỷ niệm cột mốc 1 triệu người chết do dịch bệnh của đất nước. Trước đây, tại thời điểm Mỹ có nửa triệu người chết, thì tháng 2 năm 2021, Tổng thống Joe Biden lưu ý rằng đây là thiệt hại nhân mạng nặng nề hơn cả chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh ở Việt Nam cộng lại. Trong vài tuần qua, do quy định về khẩu trang được dỡ bỏ, việc đeo hay không đeo khẩu trang tùy vào lựa chọn của người dân, Mỹ bắt đầu có sự gia tăng về những số ca nhiễm hàng ngày. Tuy nhiên, số người chết liên quan đến dịch bệnh đã chậm lại trong những tháng gần đây.
Theo trang web thống kê của Worldometer Info, sau Mỹ, Brazil và Ấn Độ, lần lượt là hai nước có số ca tử vong nhiều thứ nhì và thứ ba trên thế giới, với 664.248 ca và 524.093 ca. Trên toàn thế giới thì dịch bệnh đã làm hơn 6,2 triệu người chết. Hiện nay, theo trang ourworldindata.org, có 65,5% người trên toàn cầu đã được chích ngừa ít nhất là một liều. Nguy cơ thiếu điện gia tăng trên toàn nước Mỹ. Từ California đến Texas và Indiana, giới chức ngành điện tại Mỹ đang phát đi cảnh báo năng lực sản xuất điện không đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Điều này có thể dẫn đến tình trạng mất điện liên tục trong các đợt nắng nóng hoặc các thời điểm cao điểm khác trong năm. Nhà điều hành lưới điện tiểu bang California cho biết họ dự đoán sẽ thiếu nguồn cung cấp điện vào mùa hè này, đặc biệt trong trường hợp nắng nóng hoặc cháy rừng. Tại Texas, nơi một số nhà máy điện gần đây phải ngừng hoạt động để bảo trì, nhà điều hành lưới điện đã cảnh báo về tình hình khó khăn trước đợt nắng nóng dự kiến kéo dài vào tuần tới. Nguy cơ thiếu điện đang gia tăng trên khắp nước Mỹ do các nhà máy điện truyền thống bị ngừng hoạt động sớm, trong khi nước này chưa thể thay thế chúng bằng năng lượng tái tạo hoặc năng lượng dự trữ. Hiện xu hướng tăng trưởng của xe điện có thể làm phát sinh thêm nhu cầu về điện trong những năm tới, gây thêm áp lực lên hệ thống. Nghi can nổ súng tàu điện ngầm ở New York bị truy tố tội khủng bố. Đại bồi thẩm đoàn liên bang vào cuối tuần qua đã truy tố Frank James, 62 tuổi, về tội khủng bố và các tội danh khác, bắt nguồn từ vụ tấn công bằng súng và thả bom khói ở thành phố New York. Tòa án địa hạt đông New York đã buộc tội Frank James về tội danh khủng bố nhằm vào hệ thống giao thông công cộng cùng tội danh nổ súng khiến 23 người bị thương. Nếu bị kết án về tội khủng bố, James có thể bị kết án tù chung thân. James bị cáo buộc đã đặt bom khói và nổ súng bên trong toa tàu điện ngầm của thành phố New York ở Brooklyn vào ngày 12 tháng 4. Nghi can bị bắt giữ khoảng 30 tiếng đồng hồ sau đó ở khu Lower Manhattan, khoảng 8 dặm từ hiện trường vụ tấn công, sau khi nhà chức trách xác định được nơi ở của nghi can nhờ sự giúp đỡ của người dân. Động cơ rõ ràng của James vẫn chưa biết. Theo bản lời khai của cơ quan điều tra liên bang FBI, họ đề cập đến một số video mà James từng đăng tải trên trang YouTube nói rằng tình trạng vô gia cư và hệ thống tàu điện ngầm của thành phố. Vụ tấn công của James xảy ra sau một loạt những vụ bạo lực được ghi nhận trong khu vực tàu điện ngầm của New York, khiến người dân trên toàn quốc lo sợ, trong đó có trường hợp hành khách bị đẩy xuống đường ray của tàu điện ngầm từ các sân ga. Người đàn ông gốc Việt bị buộc tội bắn bạn gái khi cô đang ngủ. Một người đàn ông gốc Việt ở Anacostia, Louisiana đã bị bắt sau khi tự đầu thú vì bắn bạn gái của mình khi cô ấy đang ngủ. Theo văn phòng cảnh sát Vernon Parish, các cảnh sát nói rằng Bình Thế Nguyễn, 47 tuổi, đến văn phòng cảnh sát Vernon vào khoảng 4 giờ sáng của ngày 7 tháng 5 năm 2022 và nói với họ rằng anh ta cần bị bắt vì vừa bắn vào tay bạn gái mình. Nguyễn nói với các cảnh sát rằng anh ta sống ở khu vực đường East Lake và bạn gái của anh ta đã được con trai chở đến một cơ sở y tế địa phương. Các cảnh sát có thể xác nhận rằng người phụ nữ đang trong phòng cấp cứu để điều trị vết thương do súng bắn ở tay. Cô ấy nói là khi đang ngủ thì bị Nguyễn bắn. Sau đó thì cô đã được chuyển đến cơ sở y tế ở Silverport để điều trị thêm và đang trong tình trạng ổn định. Nguyễn đã bị bắt và đưa vào nhà tù vì cố gắng giết người cấp độ 2 với khoản tiền thế chân là 300.000 đô la. Phát giác thêm thi thể ở Lake Mead khi nước giảm xuống mức lịch sử. Tin từ Las Vegas, Nevada, nhà chức trách tìm thấy thêm thi thể bên dưới hồ Lake Mead chưa đầy một tuần sau khi một chiếc thùng phi chứa thi thể được phát giác do hạn hán làm mực nước của hồ giảm kỷ lục. Khoảng 2 giờ chiều vào ngày 7 tháng 5, một nhân chứng đã nhìn thấy bộ xương người ở khu vực Carville Bay của Lake Mead. Theo cơ quan công viên quốc gia NPS, cơ quan giảo nghiệm Clark County vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái chết. Giới chức công lực cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Hồi tuần trước, cảnh sát khuyến cáo sẽ tìm thấy thêm nhiều thi thể trong hồ chứa nước lớn nhất nước Mỹ, nằm ở biên giới Arizona và Nevada, sau khi hài cốt một người đàn ông được tìm thấy trong một chiếc thùng phi. Các thi thể bắt đầu lộ ra khi mực nước của Lake Mead giảm xuống 1.055 feet, tức là 321 mét, mức thấp nhất kể từ năm 1937. Một năm sau khi đập Hoover tạo ra hồ chứa, Lake Mead và Lake Powell là những hồ chứa nhân tạo lớn nhất nước Mỹ, cung cấp nước từ sông Colorado đến 40 triệu người ở 7 tiểu bang, các khu vực của người bản địa Mỹ và Mexico. Cả hai hồ này đều đầy vào năm 2000, nhưng hiện tại lượng nước chỉ còn 30%.
khi mà lượng nước bắt đầu thấp thấp xuống rồi thì lại lộ lên những cái bên dưới của cái hồ. Mình được biết là mình thấy cái hồ nó đẹp như vậy đó, nhưng mà bên dưới nó rất là nhiều nhiều thứ mà mình không mong muốn nó có, mà bây giờ lộ ra thêm được xác chết. Có những vụ mất tích sẽ được tìm kiếm lại và những vụ án sẽ bị đào xới lại ha, thưa quý vị. Tin từ Texas, chồng thú nhận yêu người khác bị vợ bắn chết. Một phụ nữ Texas bị bắt giữ vì bắn chết chồng mình sau khi ông này thú nhận đã yêu một người phụ nữ khác. Theo bản tin của Laws and Crime vào cuối tuần vừa qua, cảnh sát đã đến căn nhà ở thành phố Spring phía nam Houston thuộc Harris County, thấy một người đàn ông bị trúng mấy phát đạn. Bà Karen Stewart, 51 tuổi, thừa nhận bà ta là thủ phạm và đã bắn nạn nhân sau khi ông chồng thú nhận với bà rằng đang yêu một người phụ nữ khác. Bản thông cáo này cho hay, ngày 7 tháng 5 năm 2020, 22, cảnh sát từ Harris County được điều động đến căn nhà ở British Brook để điều tra báo cáo liên quan đến một vụ sử dụng vũ khí. Một người phụ nữ mở cửa ra tên là Karen Stewart nói rằng bà đã bắn chồng mình sau khi ông này nói yêu một người phụ nữ khác theo cơ quan hữu trách. Nhân viên cấp cứu đã đưa người đàn ông đến bệnh viện, nhưng người nạn nhân không qua khỏi. Nhân viên của sở cảnh sát Harris County đã đến hiện trường và tiến hành điều tra. Theo tin từ giới chức này, bà Karen Stewart bị đưa vào nhà tù Harris County vì tội tình nghi giết người. Và theo cảnh sát trưởng của Harris County, thì đến sáng ngày Chủ nhật, bà vẫn còn bị giam với số tiền thuế chân tại ngoại là 75.000 đô la. Nguồn tin cảnh sát nói rằng nạn nhân là ông James Hargrove và lúc đầu cho biết ông này là chồng bà Stewart. Tuy nhiên sau đó có một phụ nữ liên lạc với cảnh sát nói rằng bà là vợ của ông Hargrove và hai người chỉ mới vừa ly thân. Tình tiết vụ này coi còn căng thẳng quá ha quý vị. Không biết người nào mới chính là vợ, trong khi bà này bác khai là chồng bà nói là yêu người khác nên bà bắn. Nếu vụ án có thêm những tình tiết mới, Lộc với Loan sẽ thông báo cho quý vị. Tổng thống Joe Biden đã tăng tốc viện trợ quân sự cho Ukraine, kéo Mỹ vào sâu hơn trong chiến tranh. Những ngày gần đây đã nhấn mạnh sự tham gia của Hoa Kỳ trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Joe Biden đã đề nghị thêm 33 tỷ đô la viện trợ quân sự và nhân đạo, một gói mà đảng Dân Chủ Quốc hội dự định tăng thêm 7 tỷ đô la nữa. Ông Biden cũng cho biết đã sẵn sàng từ bỏ yêu cầu tài trợ cho chương trình chống COVID-19 của chính phủ được đề nghị cùng gói hỗ trợ Ukraine để nhận khoản ngân sách 33 tỷ đô la cho quốc gia Đông Âu. Tổng thống Mỹ cho biết không thể trì hoãn nỗ lực này, hối thúc Quốc hội đưa dự luật hỗ trợ Ukraine tới bàn của tôi ngay lập tức. Đạo luật Land and Lease nhằm hỗ trợ quân sự cho Ukraine được Hạ viện Mỹ phê chuẩn vào ngày 28 tháng 4, 3 tuần sau khi Thượng viện Mỹ thông qua. Đạo luật này sẽ mở rộng hỗ trợ về pháo, tên lửa phòng không, vũ khí chống xe tăng và các loại vũ khí hạng nặng khác của phương Tây cho quân đội Ukraine. Nó tách biệt với nỗ lực chuyển vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ cho Ukraine đã được diễn ra. Một số quan chức chính phủ kỳ cựu cho biết, ông Tổng thống Biden đã đúng khi thận trọng về việc công khai chọc ông Putin vì hậu quả của sự căng thẳng với một nước Nga có vũ khí hạt nhân. Ông Michael McFaul, cựu đại sứ tại Nga, hiện đang làm việc tại Đại học Stanford cho biết, có một sự khác biệt giữa một bí mật giúp đỡ các lực lượng Ukraine nhắm vào các lực lượng Nga và phô trương nó. Vâng, Putin biết rằng chúng tôi đang cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine, ông nói. Nhưng nói to giúp ông ấy tường thuật công khai rằng Nga đang chiến đấu với Mỹ và NATO ở Ukraine, không chỉ người Ukraine, điều đó không phục vụ lợi ích của chúng tôi. Angela Stein, cựu sĩ quan tình báo quốc gia về Nga và là tác giả của một cuốn sách về mối liên quan giữa Mỹ và ông Putin cho biết, việc quá cởi mở về những gì Mỹ đang làm ở Ukraine có thể làm suy yếu những nỗ lực biến Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác chống lại Nga. Đối với dư luận toàn cầu, đó không phải là một ý tưởng tốt. Họ nên làm bất cứ điều gì họ làm, nhưng không nói về nó. Đạo luật mà ông Biden đã ký phản ánh những tiếng vang lịch sử và sự đảo ngược của cuộc chiến hiện tại. Tổng thống Franklin Roosevelt đã ký đạo luật Land and Lease ban hành vào đầu năm 1941 để giúp người Anh chống lại những kẻ xâm lược Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, và sau đó nó được mở rộng để giúp các đồng minh khác, bao gồm cả Liên Xô. Còn bây giờ, Moscow sẽ ở bên phía kia của kênh vũ khí vì phiên bản hiện đại, được gọi là đạo luật cho vay và thuê quốc phòng dân chủ Ukraine, sẽ hướng vũ khí và thiết bị không phải cho binh sĩ Nga, mà cho những người chiến đấu với họ. Chương trình cho vay được đưa ra khi đảng Dân Chủ Quốc hội nhanh chóng xem xét gói viện trợ
trị giá 33 tỷ đô la do ông Biden đề xuất và cho biết họ sẽ tăng đáng kể. Với việc Đảng Cộng Hòa thúc đẩy tăng thêm chi tiêu quân sự, Đảng Dân Chủ nhấn mạnh vào sự thúc đẩy bình đẳng cho viện trợ nhân đạo, đẩy lên 39,8 tỷ đô la. Bà Pelosi và Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của New York, lãnh đạo đa số Đảng Dân Chủ, đã nói chuyện qua điện thoại với ông Biden vào ngày thứ Hai, khi họ hoàn toàn các chi tiết của đề xuất. Một trong những người nói, các nhà lãnh đạo Hạ viện muốn đưa ra biện pháp này sớm nhất là vào hôm nay, thứ Ba. Sự gia tăng này phản ánh sự đồng thuận nổi bật của cả hai đảng để đổ một lượng tiền lớn vào cuộc chiến chống lại Nga, ngay cả khi các nhà lập pháp vẫn chia rẽ sâu sắc về chi tiêu trong nước. Người đồng sáng lập Black Lives Matter, Patrice Cullor, thừa nhận cô đã nói dối về việc sử dụng biệt thự trị giá 6 triệu đô la của nhóm để giải trí. Người đã gây tranh cãi của Black Lives Matter, Patrice Cullor, đã thừa nhận cô đã nói dối khi cô phủ nhận từng sử dụng biệt thự ở Los Angeles trị giá 6 triệu đô la của nhóm để giải trí. Người phụ nữ 38 tuổi nói với Associated Press vào ngày thứ Hai rằng cô đã sử dụng cung điện Studio City 7 giường để giải trí hai lần. Trước đó, cô đã đưa ra một tuyên bố phủ nhận rằng cô đã từng sống ở đó hoặc sử dụng tài sản cho lợi ích cá nhân của mình. Trường hợp đầu tiên chứng kiến cô tổ chức một bữa tiệc để nâng ly chúc mừng lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden và bà Kamala Harris với tư cách là Tổng thống và Phó Tổng thống vào tháng 1 năm 2021. Và vào tháng 3 cùng năm, cô đã trưng dụng tài sản sang trọng, việc mua hàng đã gây ra sự giận dữ giữa các nhà vận động công lý chủng tộc khác cho bữa tiệc sinh nhật của đứa con trai Damon Turner. Cullor nói về quyết định nói dối trước đó của cô: "Tôi nhìn lại điều đó và nghĩ đó có lẽ không phải là ý tưởng tốt nhất." Cô cho biết cô dự định trả một khoản phí để thuê tài sản cho sinh nhật của con mình, và Black Lives Matter xác nhận với AP rằng nó đã lập một hóa đơn cho cô, nhưng không rõ là bao nhiêu, nếu cô bị tính phí tương tự như bất cứ ai khác và nếu cô đã giải quyết. Người đồng sáng lập Black Lives Matter, Cullor, đã nói rằng cô đã lạm dụng Studio City có 7 phòng ngủ trong một cuộc phỏng vấn vào hồi tuần trước. Nơi đây thì cô đã phủ nhận tất cả những tuyên bố về tổ chức lạm dụng hàng triệu đô la tiền quyên góp. Đây là tài sản sang trọng của Studio City. Black Lives Matter, đồng sáng lập, đã thừa nhận cô sử dụng cho niềm vui cá nhân. Và trước đây thì cô đã phủ nhận mình đã từng làm như vậy. Cô Cullor đã từ chức khỏi nhóm vào tháng 5 năm ngoái trong bối cảnh các báo cáo của cô đã chi hàng triệu đô la cho một loạt các ngôi nhà xa hoa với những đô la được quyên góp. Thừa nhận cô đã phạm sai lầm và quyết định tồi tệ khi nói đến các quỹ của cơ quan quản lý, nhưng cô phủ nhận việc lòng danh mục đầu tư bất động sản riêng của mình với hàng chục triệu đô la đã chảy vào tài khoản của Black Lives Matter sau vụ của George Floyd vào tháng 5 năm 2020. Chỉ hơn một năm trước, quỹ đã công bố một khoản gây quỹ trị giá 90 triệu đô la. Thông báo đó đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt về việc tiếp cận các quỹ tài trợ, cũng như những lời kêu gọi rộng lớn hơn về các nhà hoạt động trong một số chương của Black Lives Matter, từ địa phương và từ gia đình của các nạn nhân. Cullor cũng thừa nhận rằng sự thiếu minh bạch về hội đồng quản trị và nhân viên của quỹ đã thúc đẩy nhận thức rằng mọi thứ không được ổn, và khi tổ chức minh bạch tiết lộ nó đã huy động được hàng triệu đô la, phản ứng không phải là những gì mà cô mong đợi. 20 nhà cung cấp Internet đồng ý giảm giá cho người có thu nhập thấp. Chính quyền Tổng thống Joe Biden vào ngày thứ Hai đã thông báo rằng 20 công ty Internet đã đồng ý cung cấp dịch vụ giảm giá cho những người có thu nhập thấp, một chương trình có thể giúp hàng chục triệu hộ gia đình đủ điều kiện sử dụng dịch vụ miễn phí một cách hiệu quả thông qua trợ cấp liên bang hiện có. Gói cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ đô la được Quốc hội thông qua vào năm ngoái, bao gồm 14,2 tỷ đô la tài trợ cho chương trình kết nối giá cả phải chăng, cung cấp khoản trợ cấp hàng tháng 30 đô la trên dịch vụ Internet cho hàng triệu hộ gia đình có thu nhập thấp hơn. Với cam kết mới từ các nhà cung cấp dịch vụ Internet, khoảng 48 triệu hộ gia đình sẽ đủ điều kiện nhận các gói hàng tháng trị giá 30 triệu đô la cho 100 MB một giây hoặc dịch vụ tốc độ cao hơn. Dịch vụ Internet được chi trả hoàn toàn với trợ cấp của chính phủ nếu họ ghi danh với một trong các nhà cung cấp tham gia trong chương trình. Tổng thống đã thúc đẩy dự luật cơ sở hạ tầng đã khiến cho việc mở rộng truy cập Internet tốc độ cao ở các vùng nông thôn và những người có thu nhập thấp trở thành ưu tiên. Ông đã nhiều lần lên tiếng về việc các gia đình có thu nhập thấp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm Wi-Fi đáng tin cậy để con cái của họ có thể tham gia học tập từ xa và hoàn thành bài tập về nhà sớm trong đại dịch.
Nếu chúng ta không biết điều đó trước đây, thì bây giờ chúng ta biết Internet tốc độ cao là điều cần thiết. Tổng thống Joe Biden đã nói trong một cái sự việc tại Tòa Bạch Ốc vào tháng trước nhằm tôn vinh nhà giáo quốc gia của năm. Và theo Tòa Bạch Ốc thì 20 công ty đã đồng ý giảm giá cước cho người tiêu dùng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ ở những khu vực có 80% dân số Hoa Kỳ, bao gồm 50% dân số nông thôn. Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris vào hôm thứ Hai đã có một cuộc gặp với các giám đốc điều hành viễn thông, các thành viên của Quốc hội và những người khác để nêu rõ nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận Internet tốc độ cao cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Các nhà cung cấp là Allo Communication, Ultra Fiber và Hawaiian Telecom, Altice USA, Astel, AT&T, Breezeline, Comcast, Comporium, Frontier, Aliatech, Cost Communication, Jackson Energy Authority, Media.com, Spectrum, Starry, Verizon, Vermont Telephone, Venus Fiber và Wow Internet Cable and TV. Các hộ gia đình Mỹ đủ điều kiện nhận trợ cấp thông qua chương trình kết nối hợp túi tiền nếu thu nhập của họ bằng hoặc là dưới 200% mức nghèo liên bang, hoặc nếu một thành viên trong gia đình của họ tham gia một trong những chương trình, bao gồm chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung là SNAP, hỗ trợ nhà ở công cộng liên bang là FPHA và trợ cấp hưu trí cho cựu chiến binh và Survivors Benefit. Luật sư nổi tiếng ở Hollywood trả 2 triệu đô la tiền nợ thuế cho Hunter Biden. Một luật sư Hollywood nổi tiếng đã trả hơn 2 triệu đô la để trả trễ cho Hunter Biden. Kevin Morris là luật sư nổi tiếng đã lập ra thỏa thuận giấy phép trị giá 550 triệu đô la cho các nhà đồng sáng tạo loạt phim hoạt hình trào phúng dành cho người lớn South Park, hiện đang tham gia vào toán chiến lược pháp lý và truyền thông cho con trai của Tổng thống Joe Biden, khi Hunter Biden chờ đợi kết quả cuộc điều tra của FBI vào những vi phạm tài chính và vận động hành lang nước ngoài. Ngoài tiền thuế trước đây cho Hunter Biden, Morris cũng trả tiền mướn nhà và chi phí sinh hoạt cho con trai của Tổng thống Joe Biden. Luật sư cũng tư vấn quản trị kinh doanh những tác phẩm nghệ thuật cho Hunter. Những người thân cận với Hunter gọi Morris là anh trai ngọt ngào của Hunter. Văn phòng của Morris và luật sư Christopher Clark đại diện cho Hunter Biden vào ngày thứ Hai xác nhận với CBS News rằng luật sư Hollywood tham gia vào toán cố vấn pháp lý. Morris cũng hỗ trợ phát triển một bộ phim tài liệu về cuộc đời Biden. New York Times loan báo vào tháng 3, Hunter Biden đã phải vay tiền để trả 1 triệu đô la tiền thuế, truy thu. Tờ báo cho rằng Hunter có thể đã phải trả tiền thuế nộp trễ để có thể nhận được khoan hồng từ các bồi thẩm đoàn và các quan tòa, những người vốn thông cảm cho bị can đã trả hóa đơn thuế của họ. Morris cũng đã được cho là đang tiến hành điều tra để xác định bằng cách nào bản sao máy tính xách tay của Hunter Biden là trở thành tài sản trí tuệ không có bản quyền. Hunter Biden vào tháng 4 năm 2019 đã để lại máy tính xách tay của mình cho một tiệm ở Delaware sửa, nhưng lại quên không đến lấy sau khi máy được sửa xong. Chủ tiệm là ông Isaac cuối cùng đã đưa bản sao máy tính xách tay này cho FBI và một luật sư đại diện cho Rudy Giuliani. Cựu thị trưởng thành phố của New York sau đó đã gửi cho các cơ quan truyền thông bản sao ổ đĩa máy điện toán. Hunter Biden cho đến nay vẫn nhất định cho rằng máy tính xách tay của anh ta đã bị đánh cắp và bị xâm nhập. Chắc chắn có thể máy điện toán ngoài kia đã bị trộm khỏi tay của tôi, Hunter Biden đã chia sẻ vào tháng 4 năm 2021. Có thể tôi bị xâm nhập, có thể là tình báo Nga, cũng có thể là tôi bị trộm. Tuy nhiên, Hunter Biden chưa bao giờ giải thích tờ báo giá sửa chữa có được chữ ký của anh được Mark Isaac đưa ra, trong đó cho phép khôi phục lại dữ liệu vào máy chủ của tiệm. Elon Musk bị Roscosmos đe dọa vì cung cấp Starlink cho Ukraine. Tỷ phú Elon Musk nói rằng người đứng đầu cơ quan vũ trụ của Nga đã đe dọa ông về hậu quả vì cung cấp thiết bị Internet Starlink cho lực lượng Ukraine. Theo một bài đăng trên Twitter của ông vào cuối tuần vừa qua, ông Dmitry Gorochin, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, cho biết Elon Musk tham gia vào việc cung cấp thiết bị liên lạc quân sự cho lực lượng phát xít ở Ukraine. Đối với điều này, Elon, anh sẽ phải chịu trách nhiệm như một người trưởng thành, cho dù trò chơi của anh có ngốc nghếch thế nào đi chăng nữa. Cựu phó thủ tướng Nga hiện là người đứng đầu cơ quan vũ trụ của đất nước đã nói, nếu tôi chết trong các tình huống bí ẩn nào đó, thật vui khi biết các bạn, Musk đã nói trong tweet vào tối ngày Chủ nhật vừa qua.
Ông Rogozin đã đăng hàng loạt tin nhắn trên kênh Telegram của mình, bao gồm cả trò đùa của ông Musk. Vài ngày sau khi mà Nga xâm lược vào Ukraine, thì ông Musk đã báo rằng một dịch vụ vệ tinh băng thông rộng của SpaceX được kích hoạt và bắt đầu cung cấp Internet cho người dân Ukraine. Starlink đã cung cấp thông tin cho những vùng đất đen tối của đất nước bị chiến tranh tàn phá, gồm hàng trăm bệnh viện và trạm y tế. Nó cho phép máy bay không người lái của quân đội Ukraine nhắm mục tiêu chính xác vào xe tăng và vị trí của Nga một cách hiệu quả. Starlink của SpaceX là một mạng lưới vệ tinh tư nhân đang được khai triển, bay lơ lửng trên quỹ đạo thấp nhằm cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao trên khắp thế giới. Hiện tại thì có hơn 1.500 vệ tinh Starlink đang hoạt động. Và tôi muốn nói một điều rằng Starlink của Elon Musk là thứ đã thay đổi cuộc chiến có lợi cho Ukraine. Dima đã nói và tiết lộ anh đã chiến đấu với các lực lượng Ukraine kể từ tháng 3 năm 2022. Nga đã hết cách làm nổ tung tất cả thiết bị tải thông tin của tôi, giờ thì họ không thể. Starlink hoạt động dưới hỏa lực của pháo phản lực Katyusha, dưới hỏa lực pháo binh, nó thậm chí còn hoạt động ở thành phố Mariupol. Đàm phán hạt nhân ở Iran xuất hiện khó khăn mới, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở thế khó xử. Mặc dù khó khăn nhưng thực tế cho thấy tất cả các bên, đặc biệt là Mỹ và Iran đều không muốn các cuộc đàm phán Vienna đổ vỡ và căng thẳng trở lại. Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân Iran JCPOA tại Vienna kéo dài từ tháng 4 năm 2021 đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Tất cả các bên tham gia đàm phán, trong đó có Mỹ và Iran, đều cho rằng các cuộc đàm phán đã đạt được những tiến bộ quan trọng. Mỹ và Iran đã cùng đồng ý về những nội dung cơ bản của một thỏa thuận, xác định trách nhiệm của mỗi bên nhằm quay trở lại thỏa thuận JCPOA năm 2015 mà chính quyền Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi vào tháng 5 năm 2018. Một không khí lạc quan bao trùm lên tiến trình đàm phán ở Vienna. Tuy nhiên đến nay, một thỏa thuận mới vẫn chưa được ký kết. Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran ở Vienna đã ngừng từ ngày 11 tháng 3 năm 2022, cho đến nay vẫn chưa có ngày cụ thể nối lại. Các cuộc đàm phán đứng trước những khó khăn mới. Trở ngại lớn nhất hiện nay là trong việc đạt được thỏa thuận là việc Tehran yêu cầu Washington loại bỏ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC khỏi danh sách các tổ chức khủng bố và xác định vai trò tương lai của Iran ở Trung Đông. Phía Mỹ cho rằng nếu Iran tiếp tục theo đuổi chính sách chống Mỹ thì không thể có những ký kết thỏa thuận. Cùng với việc Iran đòi dỡ bỏ IRGC khỏi danh sách khủng bố để hồi sinh thỏa thuận JCPOA, vụ Mỹ ám sát tư lệnh các lực lượng trực thuộc IRGC Qasem Soleimani được coi là chướng ngại vật cuối cùng để hồi sinh JCPOA. Tướng Soleimani là nhà chỉ huy quân sự quyền lực nhất Iran, chỉ huy các hoạt động của Tehran trên khắp Trung Đông bị quân Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump giết tại sân bay quốc tế Baghdad, Iraq vào tháng 1 năm 2020. Về phần mình, Mỹ yêu cầu Tehran phải đình chỉ điều tra vụ ám sát Soleimani, coi đó là một trong những điều kiện chính để loại bỏ IRGC ra khỏi danh sách khủng bố. Các cơ quan an ninh Mỹ cho biết Iran có kế hoạch trả thù nhắm vào một số cựu quan chức chính phủ Mỹ bị cáo buộc liên quan đến vụ ám sát Soleimani. Washington cho rằng trong hoàn cảnh như vậy không thể chấp nhận yêu cầu của Iran loại bỏ IRGC khỏi danh sách khủng bố. Trong khi đó, tư lệnh các lực lượng bộ binh của IRGC Mohammed Pakpour nói ngay cả khi tất cả các nhà lãnh đạo Mỹ bị giết cũng sẽ không đủ để trả thù cho cái chết của Soleimani. Ngoài các vấn đề trên, việc Mỹ bảo đảm không rút khỏi bất cứ thỏa thuận mới nào trong tương lai và kiểm chứng việc Mỹ có thực sự dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt hay không vẫn là một trong những đòi hỏi hàng đầu của Iran. Tình hình liên quan chiến sự tại Ukraine, Nga và Ukraine đều tuyên bố sẽ chiến thắng. Đúng kỷ niệm 77 năm ngày chiến thắng trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều tự tin tuyên bố sẽ chiến thắng trong cuộc chiến hiện tại. Trong những thông tin gửi đến các nước hậu Xô Viết nhân kỷ niệm 77 năm ngày chiến thắng, ông Putin đã tuyên bố như năm 1975, chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi. Một ngày sau đó, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ chắc chắn giành chiến thắng, dù con đường đến chiến thắng rất khó khăn. Ông Putin nói, đừng quên bài học Thế chiến 2, sáng ngày 9 tháng 5, cuộc duyệt binh kỷ niệm 77 năm ngày chiến thắng phát xít
trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại đã khởi động tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow với màn phô diễn kho vũ khí của Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Ukraine là một dân tộc tự do đã chiến đấu để bảo vệ đất đai của họ nhiều lần trong lịch sử và có con đường riêng của mình. Chúng tôi sẽ không cho ai một mảnh đất lịch sử của mình. Hôm nay, ngày 9 tháng 5, chúng ta kỷ niệm ngày chiến thắng trước chủ nghĩa quốc xã. Chúng tôi tự hào về tổ tiên của mình, những người cùng với các quốc gia khác trong liên minh chống Hitler đã đánh bại chủ nghĩa quốc xã, và chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai thôn tính chiến thắng này. Chúng tôi sẽ không cho phép chiếm đoạt nó. Sẽ sớm có hai ngày chiến thắng ở Ukraine, ai đó sẽ không có ngày nào. Ông đã nói trong một đoạn video quay cảnh ông đang đi trên những con đường vắng ở Ukraine với hàng cột chống xe tăng dựng phía sau lưng. Chúng ta đã chiến thắng vào những năm xưa, chúng ta sẽ chiến thắng năm nay và sẽ sớm thấy cuộc diễn binh chiến thắng. Trong khi đó thì ông Putin ở Quảng trường Đỏ không nhắc đến trận chiến ác liệt giành quyền kiểm soát thành phố Mariupol ở miền đông của Ukraine. Đến lúc giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra trên nhiều mặt trận, nhưng tại thành phố cảng Mariupol, Nga đang là bên tiến gần nhất tới chiến thắng. Những binh sĩ Ukraine còn lại tại đây vẫn đang cố thủ trong nhà máy thép Azovstal. Bình luận về việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, Tổng thống Pháp Macron cho biết quá trình này có thể mất nhiều năm. Ông nói, chúng tôi biết rằng quá trình gia nhập Liên minh châu Âu có thể mất nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên. Tuy nhiên, ông cũng cho biết rằng Ukraine đã là một thành viên của gia đình châu Âu. Để thúc đẩy sự tham gia của Ukraine vào các vấn đề châu Âu, ông đã đề nghị tạo ra một cộng đồng chính trị châu Âu để chấp nhận Ukraine vào hàng ngũ của mình. Trước đó cùng ngày, thì Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC là bà Ursula von der Leyen thông báo sẽ phản hồi về đề nghị gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine vào tháng 6 năm 2022. Đây là một bước đi quan trọng trước khi vấn đề này được các nước thành viên trong khối thảo luận. Tổng thống Pháp là ông Macron và Thủ tướng Đức là ông Olaf Scholz cùng cho thấy họ ủng hộ Ukraine hết mình trong sự việc đánh dấu kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai ở Berlin. Tổng thống Pháp đang có chuyến đi thăm Berlin, đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau khi nhậm chức nhiệm kỳ 2. Về bài phát biểu trong ngày chiến thắng của Tổng thống Vladimir Putin ngày 9 tháng 5, Tòa Bạch Ốc cho rằng bài phát biểu mang tính chất xét lại lịch sử và đưa ra thông tin sai lệch. Trong đó, việc ông Putin cho rằng có vai trò của phương Tây dẫn đến cuộc chiến Ukraine là hoàn toàn vô lý. Trước đó, theo đài Russia Today, từ Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng hành động quân sự của Nga với Ukraine là cần thiết, kịp thời và là giải pháp đúng đắn duy nhất. Ông Putin nêu quan điểm phương Tây đã đặt Nga vào thế không còn chọn lựa nào khác ngoài việc tấn công phủ đầu Ukraine. Ông Trùm ma túy bị dẫn độ qua Mỹ, băng đảng Colombia phong tỏa cả một vùng. Băng đảng ma túy lớn nhất ở Colombia đang chặn đường cấm người dân ra khỏi nhà ở nhiều làng, thành phố để trả đũa việc thủ lĩnh của băng này đang bị dẫn độ qua Mỹ. Các tay súng bán quân sự của bang Gulf Clan tuyên bố tấn công vũ trang và lập rào chắn trên đường, chặn mọi hoạt động đi lại, đốt xe cộ, buộc các doanh nghiệp đóng cửa, người dân bị cấm ra khỏi nhà, kể cả đi mua thức ăn. Chẳng có ai quanh đây vì chúng đốt mọi xe cộ mà chúng thấy trên đường. Thật là kinh hoàng, một nhà hoạt động xã hội tại địa phương đã nói với tờ báo Guardian. Từ giữa tuần trước, băng đảng Gulf Clan đã đóng cửa nhiều thành phố làng mạc khắp miền Bắc Colombia để trả thù việc dẫn độ sang Mỹ, cựu thủ lĩnh của băng đảng này. Trùm Dairo Antonio Usuga còn có biệt danh là Otonio. Trùm Otonio bị buộc hàng loạt tội danh buôn ma túy ở Mỹ và hơn 120 tội danh ở Colombia, từ giết người, bắt cóc tống tiền, lạm dụng trẻ em cho đến khủng bố, buôn bán ma túy. Chính quyền không có chút kiểm soát nào ở đây, các băng đảng có thể làm loạn và gây bất ổn khắp khu vực bất cứ lúc nào. Các cộng đồng bị đóng cửa, xe bus bị đốt và không ai được ra khỏi nhà, một lãnh đạo cộng đồng ở tỉnh Cordoba đã nói. Chúng tôi mới là tù nhân chứ không phải là Antonio, một người dân đã than vãn. Bang God Clan dọa rằng cuộc tấn công vũ trang sẽ kéo dài nhiều ngày và chúng không chịu trách nhiệm bất cứ hậu quả nào. Băng đảng này khoảng 2.000 thành viên, chuyên đi kiếm sống bằng buôn ma túy, bắt cóc, buôn người, cưỡng ép lao động trẻ em. Chúng là băng nhóm lớn nhất Colombia, vận chuyển đến 60% cocaine đến các quốc gia và sản xuất ma túy lớn nhất trên thế giới này. Để phản ứng lại thì chính quyền của Colombia đã khai triển chiến dịch chống khủng bố, nhưng thực tế chủ yếu là đi gỡ các rào chắn trên đường.
Các nhà phân tích cho biết là cuộc nổi loạn của băng tội phạm này cho thấy vấn đề tồn tại trong chiến lược chống ma túy của Colombia chỉ tập trung bắt các tay trùm mà bỏ qua mạng lưới những tên tội phạm sống trong cộng đồng. Việc chặt đầu chúng với các vụ bắt giữ những tên cấp cao và quy mô như là trùm Antonio không ảnh hưởng gì đến tổ chức của chúng. Thực tế là chúng tiếp tục kiểm soát xã hội ở mức độ cao, tống tiền, ức hiếp ở những khu vực chúng nắm hoặc tranh chấp. Nhà phân tích Elizabeth Dickinson của tổ chức International Crisis Group đã nói, đối với bang Cropland, sau khi Antonio bị bắt, hai phó tướng của hắn đã cùng lên nắm quyền băng đảng này. Tin Việt Nam, nhân ngày mẹ, nghệ sĩ Duy Hiền đã nói, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để có thuốc chữa bệnh cho mẹ. Vừa qua, nghệ sĩ Duy Hiền đã phát hành một video mừng thọ mẹ. Đây là tác phẩm hiếm hoi của một người nghệ sĩ ở tuổi 76 và cũng là bài hát do chính bà sáng tác. Bà đã chia sẻ về việc ra mắt video mới của mình. Bà nói, tôi đã từng tâm sự rồi, tôi là một người thất học. Không được học nhiều nên không thể trở thành tác giả chuyên nghiệp. Vì vậy mỗi bài hát tôi viết đều phải có cốt truyện để tôi dựa vào đó mà viết nên. Tôi không thể nào viết khơi khơi được. Tôi viết bài hát này để cho các em có học sau này cũng còn có bài để ca. Những lúc người ta mời chúng trong những cái lễ hội này nọ. Khi viết thì tôi gửi rất nhiều cảm xúc tâm trạng của tôi vào đó. Đây là tâm trạng của một người mẹ suốt mấy chục năm nuôi con. Trải qua bao sóng gió, giờ con tôi đã khôn lớn nên tôi rảnh rang, nhàn hạ và khỏe rồi. Tôi muốn viết về chính các con tôi. Đồng thời tôi cũng viết bài hát để chúc mừng những người mẹ đã vất vả, gian khổ nuôi con suốt thời gian dài. Giờ con cái của họ đã khôn lớn. Các con, các cháu mỗi khi tới ngày mừng thọ hay sinh nhật mẹ đều có một bài hát để hát tặng cho mẹ. Tôi chúc những người mẹ trên khắp đất nước Việt Nam mình được khỏe mạnh, đặc biệt là những người mẹ ở quê đã vất vả khổ cực nuôi con. Tiếp đó thì nghệ sĩ Diệu Hiền đã tâm sự về người mẹ đã sinh ra mình. Bà xúc động kể là tôi có rất nhiều kỷ niệm với mẹ và đã từng tâm sự với mẹ nhiều lần. Nhưng dù xúc động đến mấy, tôi cũng không chảy nước mắt. Tôi không khóc, không phải tôi kềm lại, mà con người tôi từ nhỏ tới lớn đã quen như vậy rồi. Tôi thương mẹ tôi lắm, trên cuộc đời này không ai bằng mẹ tôi hết. Lúc mẹ tôi đau ốm thì tôi sẵn sàng chặt một cánh tay để làm thuốc chữa cho mẹ hết bệnh. Tôi thà mất cánh tay còn hơn phải xa mẹ. Khi mẹ tôi mất tôi bơ vơ dữ lắm dù đã trên 60 tuổi. Tôi thương mẹ lắm vì ngay từ nhỏ tôi đã nhìn mẹ phải vất vả khổ cực để lo cho tôi. Đến tận bây giờ, nhiều khi coi TV, tôi thấy có những bà mẹ rất khổ cực để lo cho con cái. Tôi nhìn mà thương lắm, xúc động lắm, nhưng không chảy nước mắt, tính tôi như vậy. Ngay từ lúc nhỏ, dù mẹ tôi đánh tôi bao nhiêu rồi thì cũng nằm xuống cho mẹ đánh chứ không có khóc. Nước mắt chỉ chảy xuống trong cuộc đời này khi mẹ tôi mất và trên sân khấu, phải hát những vai tôi đặt hết bản thân mình vào. Tôi không diễn giả được. Một khi tôi đã chảy nước mắt là phải có vấn đề gì chứ không đơn giản. Khi mẹ mất, tự nhiên nước mắt tôi chảy ra, lúc đó tôi muốn chết theo mẹ tôi luôn. Chỉ là tôi không chết được thôi, chứ sống không có mẹ thì khó lắm. Mẹ tôi đã mất mấy chục năm rồi, nhưng đến giờ đêm nào tôi cũng nghĩ mẹ nằm cạnh tôi. Trong cuộc đời này không tình thương nào bằng tình thương của mẹ. Nhân đây thì cũng mời quý vị hãy vào kênh YouTube của cô Diệu Hiền. Nếu có thể thì mong quý vị ủng hộ cho cô trong cái... Về già lớn tuổi rồi thì có lẽ là chỉ được gặp gỡ quý vị qua cái kênh YouTube thôi. Rất mong sự ủng hộ của quý vị. Nhớ like, share, subscribe giùm cô. Cảm ơn quý vị. Rồi, tin chính đã hết. Giờ tới phần tin phụ nha. Nói Thanh Loan nữa. Thanh Lộc thêm ngày thứ hai. Bởi vì Lộc nói ngày nào Lộc cũng Thanh Lộc. Thì đó, ngày có cô nói là cô 3 tháng cô Thanh Lộc cơ thể 1 lần. Lộc nói là đó, ngày... 1 lần cô Thanh Lộc là 3 tháng. Vậy hả? Ừ, cô nhịn 3 tháng luôn. Dữ vậy. Ừ. Lộc mỗi ngày. Lộc mỗi ngày Thanh Lộc luôn á. Nhịn ban ngày mà ăn ban đêm á quý vị. Nghe chuyện vui không? Rồi, nay ừ. Chuyện gì? Đây, chuyện mới nha. Mới à? Mới tin luôn. Kinh nghiệm bản thân. Có hai vợ chồng này có 3 người con rồi thì họ đọc một cái bài báo, một bài báo ghi là nếu gia đình nào có 4 người con trở lên thì sẽ được tặng cho một ngôi nhà, cung cấp cho một ngôi nhà để ở. Cái bà vợ mới ngồi suy nghĩ chút xíu và nói ông, tôi nhớ là lúc trước ông đi lính, nghe đồn là ông có đứa con rơi nào phải không, bây giờ ông đi kiếm nó về đây đi.
rồi mình có căn nhà. Cái ông chồng đó, sao mày biết hay vậy? Rồi, xách gói đi, lên đường để mà kiếm đứa con cho đủ 4 đứa, được cái nhà. Ngày hôm sau, ông quay về và nói với lại bà vợ, em, anh kiếm được thằng con rồi, mấy đứa kia đâu, kia nó ra đủ 4 đứa, mày lấy nhà. Bà vợ mới nói, anh ơi, tụi nó đi theo ba tụi nó rồi. Cái gì kỳ vậy? Là sao? Thì ba tụi nó cũng coi báo y chang như mình vậy đó. Coi báo mà ba đứa đi luôn chứ không phải một đứa. Ông chồng này có phước. Cuối cùng cũng còn được đứa con. Cũng đứa. Nhưng mà cũng chưa chắc. Chưa chắc. Ok, ngày hôm nay Lộc và Lan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nho nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Lan Lộc rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương và đã chia sẻ những chương trình cho Lan và Lộc, và luôn luôn mong nhận được những lời góp ý từ quý vị. Like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cho nhà chi lộ nhiều cái tình tiết khó xử.